Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ bấm like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình này góp nhận 20 đô token Crit từ ví Crit Cat. Mình thì mình có cái video hướng dẫn các bạn tạo ví xong đó các bạn. Thì chương trình này góp này thì các bạn tạo ví nhận được 10 đô nữa. Follow từ Twitter và join tên Telegram nhận 10 đô, 20 đô nữa các bạn. Rồi, thì bạn nào chưa biết tạo ví thì xem lại cái video mình hướng dẫn các bạn tạo ví, phần link mô tả cho các bạn. Rồi, tiếp tục thì các bạn lý trình phần link thứ hai của mình, các bạn khai báo thông tin các bạn. Rồi dòng đầu tiên các bạn điền địa chỉ email của mình. Dòng thứ hai thì Telegram UID link thì các bạn xin chào kênh Telegram đó các bạn. Các bạn xin chào đây nè. Rồi các bạn xin chào. Và các bạn sau đó bắt mình verify các bạn. Rồi bạn bấm vào verify click to admin các bạn. Bấm vào đây nè. Rồi sau đó các bạn nhấp vào ba cạnh cùng nè. Nhấp vào setting nè. Nhấp vào username mình nè, các bạn copy cái link này nè. Rồi sau đó các bạn gửi lại cái link phong nữa các bạn. Dán vào đây. Tiếp tục follow tại Twitter, điền lại profile link nè. Thì các bạn nhấp vào đây nè. Phải, các bạn chậm xíu thôi. Rồi bạn follow nè. Xin tạo Twitter nè, các bạn theo dõi nè. Các bạn like nè, các bạn tạo Twitter nè các bạn. Sau đó các bạn trở về nè. Thì bạn mở tạo Twitter tất cả các bạn ra nè. Các bạn nhập vào ba cánh cùng, nhập vào hồ sơ nè. Nhập vào ba cánh cùng, nhập vào chia sẻ nè. Sau đó các bạn sẽ chép liên kết nha các bạn. Rồi các bạn dán vào đây nè. Tiếp tục thì các bạn gửi địa chỉ Credit Wallet thì mình đã hướng dẫn các bạn tạo ví xong rồi. Bạn nhấp vào đây nè. Phải các bạn đem đăng nhập đây các bạn. Rồi các bạn đăng nhập vào các bạn. Đây cái file. Và các bạn chờ mình login chút xíu các bạn. Rồi các bạn copy địa chỉ này nè các bạn. Rồi sau đó các bạn bắt đắp tên các bạn. Các bạn dán vào đây nè. Rồi sau đó các bạn điền mã code này các bạn dự cấp trang các bạn. E F N C C. Sau đó các bạn bấm gỡ nó xong nha các bạn. Rồi cấp trang mình đã quá giới hạn nên mình điền lại K Q Y 6 C G. Rồi bấm gỡ. Thế này được. Ok, vậy là video mình hướng dẫn các bạn nhận 20 đô token Crit đến đây mới kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nhé.